Tử vi tuổi Tân Sửu 1961, tháng 8 âm lịch năm 2021. Hoan hỉ chào đón quý vị đã quay trở lại với kênh Phong Thủy Gia Cát, kênh thông tin hữu ích chuyên chia sẻ, truyền tải các kiến thức về tử vi, phong thủy và đời sống tâm linh. Đặc biệt được hướng dẫn và tư vấn bởi thầy Gia Cát, một trong những bậc thầy về phong thủy nổi tiếng tại Việt Nam. Quý vị thân mến, xem tử vi tuổi Tân Sửu sinh năm 1961, tháng 8 âm lịch sẽ giúp mọi người biết được đường công danh, sự nghiệp, gia đạo, sức khỏe của bản thân sẽ xảy ra như thế nào, tốt xấu ra sao. Từ đó biết cách phát huy điều tốt, hạn chế điều xấu. Hơn nữa, mọi người có thể xem tử vi cho tuổi Tân Sửu sinh năm 1961 của kênh Phong Thủy Gia Cát tại nhà hoặc bất cứ nơi đâu mà mọi người muốn. Thay vì phải đi gặp các thầy tử vi như trước đây, thì xem tử vi online, mọi người vẫn sẽ biết được mình cần phải làm gì để phát triển công danh, sự nghiệp, tình cảm hay sức khỏe. Quý vị thân mến, thời vận của con người luôn thay đổi theo từng năm. Mỗi năm thì đều có những khó khăn hay thuận lợi khác nhau. Vậy nên việc xem tử vi cho tuổi Tân Sửu sinh năm 1961 sẽ giúp quý vị nắm bắt được thiên cơ. Từ đó sẽ có những bước đi chính xác cho cuộc sống của mình. Sau đây sẽ là phần luận giải tử vi cho tuổi Tân Sửu sinh năm 1961 trong tháng 8 âm lịch. Xin mời quý vị hãy cùng theo dõi. Sau đây sẽ là phần tổng quan của gia chủ Tân Sửu sinh năm 1961, tháng 8 âm lịch năm 2021. Tuổi Tân Sửu 1961 là người khôn ngoan, ứng xử khéo léo, lại có ngoại hình phong độ, lịch sự nên sẽ gây thiện cảm trong giao tiếp. Ngoại cảnh và vẻ hào nhoáng bên ngoài rất dễ lôi cuốn quý gia chủ, vì thế suy nghĩ và ước vọng cũng mau thay đổi. Cho dù cố gắng cũng khó thành công với những ngành nghề đòi hỏi sự tính toán, nhẫn nại, nhất là thể hiện tính khuôn mẫu, mực thước. Gia chủ chỉ phù hợp với công việc có tính tự do, sáng tạo, tùy hứng hoặc theo sở thích. Tân âm kim gặp đinh âm hỏa nên được gọi là thiên tài, nghĩa là bị thân khắc. Trong tháng này, gia chủ Tân Sửu sẽ dễ có được tài lộc, công việc, sự nghiệp có tiến triển tốt. Nhưng trong vấn đề tình cảm, tình duyên sẽ cần chú ý, cẩn thận xảy ra tranh chấp, cãi vã không cần thiết với bạn đời. Nếu không cẩn thận có thể dẫn tới chia tay, vấn đề nên cần ngồi lại chia sẻ rõ ràng, chi tiết để cả hai hiểu nhau hơn. Xem tử vi tháng 8 năm 2021 cho gia chủ Tân Sửu sinh năm 1961, những gia chủ Tân Sửu sẽ cần cẩn trọng đường công danh sự nghiệp, nhất là các gia chủ đang theo đường quan vận, càng cần chú trọng hơn, cần để ý mối quan hệ xung quanh, tránh xung đột, mâu thuẫn có thể ảnh hưởng tới con đường quan vận của mình. Có điều người tuổi này cần phải lưu ý hơn đến các mối quan hệ xã giao, nên dĩ hòa vi quý là hơn, đừng vì chuyện nhỏ mà phát sinh mâu thuẫn, cãi cọ với đồng nghiệp. Bản mệnh nên tập trung làm việc của mình, đừng lo chuyện bao đồng, dù làm gì cũng nên thận trọng, từ lời nói đến hành động đều có thể gây ra mức ảnh hưởng khá lớn, thậm chí khiến bản mệnh vướng vào rắc rối, phiền phức không đáng có. Thứ nhất, về sự nghiệp quan vận. Sự nghiệp của người tuổi Tân Sửu vẫn không mới khởi sắc trong tháng 8 âm lịch, bản mệnh có thể bị tiểu nhân hãm hại, xem pha, khiến khó có thể thể hiện được khả năng thực tế của mình, để lỡ mất cơ hội học hỏi, thăng tiến. Hãy hết sức giữ bình tĩnh, chớ nghĩ đến việc làm hại người khác, bởi làm vậy là có hại cho chính mình. Xem tử vi năm 2021 vào tháng 8 âm lịch, đường công danh sự nghiệp của tuổi Tân Sửu không được thuận lợi, bản mệnh hay thay đổi, không xác định được rõ ràng mục tiêu của mình, hễ thấy khó khăn là sẽ lùi bước nên không đi được đến bước đường cuối cùng. Cơ sở này thiếu sự kiên trì và quyết tâm khiến công việc có phần bấp bênh, không được ổn định. Những gia chủ tuổi Tân Sửu cần phải xác định lại mục tiêu, phương hướng phát triển sự nghiệp của mình, nếu không e rằng sẽ chỉ dậm chân tại chỗ, thậm chí là đi lùi. Chớ nên đưa ra bất cứ quyết định nào vội vàng, cần phải bình tĩnh để có lựa chọn sáng suốt nhất. Bước đường sự nghiệp càng khó khăn thì càng phải thận trọng hơn. Để tiếp tục cải thiện vận may trong sự nghiệp năm 2021, thầy Gia Cát khuyên gia chủ hãy luôn mang bên mình vòng tay tam hợp quý nhân, Tỵ, Dậu, Sửu, giúp hóa giải xung sát, chiêu mời quý nhân, quý thần tương trợ, dùng để hóa giải thị phi, tiểu nhân hãm hại. Khi những điều xấu không còn, tốt đẹp sẽ đến với bản mệnh, từ đó tài lộc kéo đến ầm ầm, may mắn không gì bằng. Đặc biệt, vòng tam hợp quý nhân cũng được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, chỉ chú, xem ngày giờ sử dụng cho gia chủ Tân Sửu sinh năm 1961 để vật phẩm mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Thứ hai, về mặt tài lộc, tiền bạc.
Theo tử vi tài lộc tuổi Tân Sửu năm 2021, tài chính của người tuổi này không có nhiều biến động trong tháng 8 âm lịch. Tuy nhiên, bản mệnh cần suy nghĩ kỹ càng trước khi đưa ra những quyết định đầu tư, tránh tình trạng bị tiểu nhân hãm hại, xem pha, để lỡ một cách đáng tiếc những cơ hội để phát triển. Tháng này, người tuổi Tân Sửu đang có phần ưa hưởng thụ quá đà, tiền bạc kiếm được không nhiều, không tiết kiệm thì tiền vào nhà cũng như muối bỏ bể. Bản mệnh tiêu nhiều tiền cho những thói quen phù phiếm, những sở thích có phần hào nhoáng quá mức, không thích hợp với điều kiện hiện tại của bản thân. Đó là chưa kể đến chuyện công việc của tuổi Tân Sửu tháng 8 này khá bấp bênh, thu nhập cũng không được ổn định. Cứ mãi bốc ngắn, cắn dài thì chắc chắn sẽ có lúc lâm vào cảnh túng thiếu, nợ nần vay mượn khắp nơi. Con giáp này cần phải lập kế hoạch tài chính cho mình, giảm bớt những chi phí không thích đáng. Cần phải nhìn xa trông rộng, đừng dễ dàng thỏa mãn bản thân mình mà về sau lại phải hối hận. Thứ ba, về mặt sức khỏe. Sức khỏe không phải là vấn đề mà tuổi Tân Sửu quan tâm hàng đầu trong thời gian này. Con giáp Tân Sửu vẫn giữ cho mình tinh thần lạc quan, vui vẻ dù có nhiều áp lực đè nặng lên vai. Tuy nhiên, bản mệnh cũng cần tìm cách giải quyết sớm những vấn đề tồn đọng, tránh để đêm dài lắm mộng, có thể gặp phải sự cố, tai họa bất ngờ. Kênh Phong Thủy Gia Cát nhắc nhở tuổi Tân Sửu cần phải chú ý chăm sóc sức khỏe cho thật tốt. Bản mệnh có thể sẽ cảm thấy mệt mỏi trong người, ăn không ngon, ngủ không yên. Có thể trên vai gánh vác quá nhiều trách nhiệm, áp lực dồn nặng khiến bản mệnh không thể nghỉ ngơi hợp lý, đầu óc lúc nào cũng trong tình trạng suy nghĩ căng thẳng. Kênh Phong Thủy Gia Cát khuyên gia chủ thường xuyên đi chùa để giữ được tâm thế thanh tịnh, thoải mái. Gia chủ tuổi Tân Sửu 1961 hãy luôn mang bên mình pháp khí phong thủy, minh quang pháp bảo. Đây là vật phẩm phong thủy có tác dụng kỵ tà, hóa sát, đem lại may mắn, bình an và sức khỏe cho gia chủ. Để vật phẩm phát huy tác dụng tốt nhất, thầy Gia Cát sẽ khai quang, trì chú, xem ngày sử dụng vật phẩm theo tuổi của gia chủ Tân Sửu, sinh năm 1961. Thứ tư, về mặt tình cảm, gia đạo. Đối với Tân Sửu sinh năm 1961, tình yêu và mối quan hệ vào tháng này cũng có thể tốt đẹp. Có thể bản mệnh đã từng cãi nhau với bạn đời vì quá cứng đầu, nhưng sẽ rất hợp nhau trong tháng này. Trong gia đình sẽ gặp một số xích mích, to tiếng với con cái trong việc học hành, chọn ngành nghề. Hãy lắng nghe nguyện vọng và mong muốn của con. Nữ mệnh nên tiết chế cảm xúc, chớ vì nóng giận mà làm hỏng mối quan hệ hiện tại. Những gia chủ Tân Sửu thường có ngoại hình khá đẹp, thu hút người khác giới, nên bản mệnh cũng dễ tìm thấy nhân duyên, có những mối tình khắc cốt ghi tâm. Tuy nhiên, trong chuyện kết hôn, bản mệnh thường có suy nghĩ đối lập nên khó có thể được hạnh phúc ở tuổi còn trẻ. Quý vị thân mến, việc kết hôn sớm cũng không phải là việc phải sợ hãi hôn nhân, có những hạnh phúc của hôn nhân. Vậy nên cứ tìm hiểu thật kỹ càng rồi kết hôn, đừng lo lắng, sợ hãi, việc quý gia chủ không hạnh phúc. Tử vi tháng 8 âm lịch năm 2021, tháng Đinh Dậu năm Tân Sửu. Tháng 8 âm lịch bắt đầu từ ngày âm lịch mùng 1 tháng 8, kết thúc vào ngày 29 tháng 8, từ ngày mùng 7 tháng 9 đến ngày mùng 5 tháng 10 dương lịch. Tháng 8 Đinh Dậu nạp âm Sơn Hạ Hỏa. Ngày Dậu lục hợp Thìn, tam hợp Sửu, tị thành Kim Cục, xung Mão, hình Dậu, hại Tuất, pha Tý, tuyệt Dần. Đối với người tuổi Tân Sửu tháng 8 âm lịch cần tránh các ngày. Ngày âm lịch mùng 2 tháng 8, tức ngày mùng 8 tháng 9 dương lịch, nạp Giáp, Kỷ Mùi, nạp âm, Thiên Thượng Hỏa. Ngày âm lịch 14 tháng 8, tức ngày 20 tháng 9 dương lịch, nạp Giáp, Tân Mùi, nạp âm, Lộ Bàng Thổ. Ngày âm lịch 26 tháng 8, tức ngày mùng 2 tháng 10 dương lịch, nạp Giáp, Quý Mùi, nạp âm, Dương Liễu Mộc. Đây là 3 ngày không được cắt lành khi tính theo tuổi của mệnh chủ Tân Sửu. Trong những ngày này, mệnh chủ cần hết sức chú ý, tốt nhất không nên thực hiện những công việc quan trọng. Lời khuyên từ các chuyên gia phong thủy cho bản mệnh nên chú ý tới sức khỏe nhiều hơn, chi tiêu tiền của và những việc cần thiết, không nên vung tay quá chán. Các ngày tốt đối với người tuổi Tân Sửu trong tháng 8 âm lịch năm 2021. Ngày âm lịch mùng 7 tháng 8, tức ngày 13 tháng 9 dương lịch, nạp Giáp, Giáp Tý, nạp âm, Hải Trung Kim. Ngày âm lịch 19 tháng 8, tức ngày 25 tháng 9 dương lịch, nạp Giáp, Bình Tý, nạp âm, Giản Hạ Thủy. Đây là 2 ngày cắt lành trong tháng để gia chủ tiến hành các công việc liên quan đến xuất hành hay tiến hành những công việc quan trọng sẽ dễ có kết quả cao, hoặc những vấn đề nhỏ trong gia đình tiến hành đều hết sức thuận lợi. Ngoài ra, việc lựa chọn ngày tốt cần phù hợp với tuổi của gia chủ trong những công việc như tiến hành động thổ, ngày giờ mua xe mới, ngày giờ cưới hỏi. Để chọn được ngày giờ đẹp phù long tương chủ, ngày giờ tài lộc của gia chủ, quý vị hãy để lại thông tin dưới phần bình luận theo mẫu họ tên, ngày tháng năm sinh, số điện thoại.
hoặc có thể liên hệ trực tiếp tới số hotline đang hiển thị trên màn hình để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Năm nay, gia chủ Tân Sửu Phạm Thái Tuế, người xưa có câu Thái Tuế đương đầu họa, vô hỷ át hữu họa, ý chỉ Thái Tuế đào đến hướng. Những người phạm tuổi Thái Tuế đều gặp những điều không may mắn trong năm. Khuyên gia chủ Tân Sửu sử dụng vật phẩm phong thủy kim bài Thái Tuế, đặt trong ví, luôn mang theo bên mình để hóa giải. Đặc biệt, kim bài Thái Tuế của kênh phong thủy Gia Cát được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, chỉ chú, xem ngày sử dụng cho tuổi Tân Sửu sinh năm 1961. Để có thể mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất hiện nay, gia chủ hoàn toàn yên tâm khi sử dụng kim bài Thái Tuế của thầy. Quý vị thân mến, trên đây kênh phong thủy Gia Cát đã chia sẻ với mọi người về tử vi chi tiết của tuổi Tân Sửu sinh năm 1961, tháng 8 âm lịch. Hy vọng rằng thông qua chương trình ngày hôm nay sẽ giúp mọi người có thêm những kiến thức hữu ích, tránh hung, hóa cát để gặp được nhiều may mắn trong tháng 8 âm lịch. Cuộc sống đôi khi có những khó khăn để thách thức chúng ta lớn hơn. Vậy nên mọi người đừng bi quan, hãy vững bước tiến lên, vượt qua thử thách, hoàn thành sứ mệnh của bản thân mình. Cảm ơn quý vị đã luôn quan tâm, theo dõi, đồng hành cùng chương trình trong suốt thời gian qua. Mọi người đừng quên like, đăng ký kênh, nhấn vào tín hiệu chuông để không bỏ lỡ bất kỳ video nào của chúng tôi. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau.